Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series mới của Phong Cận TV. Xin giới thiệu anh em, series được mang tên Nhật Ký Luyện Rồng. Ta-da! Yeah! Ok, thì anh em thấy là hiện tại mình đang ở trong một cái world. Và hiện tại là mình đang chơi chế độ sinh tồn nè anh em. Ok, thì hôm nay là mình có chơi chung với một bà chằn ở lộn nhầm, Oxin cao cấp. Đó chính là Sammy nước. Cái gì? Từ trong livestream đến bây giờ vẫn gọi là Oxin là cái gì vậy? Ủa tôi thích gọi là sao? Bà là Oxin cao cấp thì tôi gọi là Oxin cao cấp Sammy đồ. Đó, người ta gọi là Sammy đào, còn tôi gọi là Sammy đồ được không? Đánh được. Trời ơi, thôi rồi bây giờ nè, đã vào trong cái thế giới này rồi thì phải là trở thành một nông dân chăm chỉ, hiểu không? Đó, bây giờ thì Oxin mau mau phụ tôi đi chặt cây đi để còn xây nhà, xây cửa trong đây để sinh tồn trong thế giới này nữa, không thôi là chết chắc luôn, tối rồi zombie tới là chết rồi. Ông làm gì? Ông làm gì? Thì tất nhiên tôi phải đi chặt gỗ phụ bà rồi, đi nhanh đi, nói nhiều quá. Đi nè, đi nè. Ở gần đây có mấy cái cây gỗ gần gần đây nè, mình lấy mấy cái gỗ gần đây nè. Thì anh em thấy là hiện tại là anh em có nhiều bạn sẽ để ý kêu là ủa, sao tự nhiên cái game của anh Phong nhìn nó lại có kiểu sao ta? Cái game mà Phong Cận đang chơi tại sao nó lại có cục gỗ nhìn đẹp như thế này? Tại sao đất nó lại nhìn đẹp thế này? Đó thì là do là mình vừa mới cài một cái resort patch của Midworld nha anh em. Thì cái resort patch này chính là resort patch làm cho game nó chân thật hơn. Đó. Bây giờ mình với Sammy sẽ lấy ít gỗ đã, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo những cái dụng cụ để xây dựng nha. Đó, ok lấy ít gỗ đây nè. Ok, ok xong rồi nè. Rồi Sammy ơi, mà chặt được hết cái cây chưa? Đem vào đây được nhiêu gỗ, giờ làm thành một cái cây rìu. Đây đây, đây đây. Giờ chúng ta sẽ làm thành một cái cây rìu để chặt gỗ cho nhanh. Rồi đi đi theo tôi qua đây nè, qua đây nè. Đó, thì may quá anh em ơi, lúc mà mình xuất hiện ở đây á thì nó đã có sẵn một cái ruộng lúa đây nè. Đó, mình đập này ra mà mình sẽ có lúa nè anh em. Thì mình sẽ sử dụng lúa này để làm thức ăn, bánh mì và trồng lại nè. Sam sẽ là nông dân chăm chỉ nha. Sam sẽ phải là cái người mà phụ trách gặt lúa các kiểu nha. Còn tôi bây giờ tôi sẽ đi vào đây tôi xem cái hang này coi. Chơi à? Hả? Cái gì? Tào lao, tôi đào một cái hang ở đây nè để tôi với bà sinh tồn. Để xem coi, đầu tiên chúng ta sẽ làm ra gỗ nè. Sớm ta sẽ làm một cái bàn chế tạo. Rồi, là cái bàn chế tạo ở đây. Sau đó là tôi sẽ làm que nè. Rồi, làm một cái cúp. Đó, ok. Bây giờ tôi sẽ đào ở đây ra, chúng ta sẽ có được một cái hang. Thì chúng ta sẽ chui vào cái hang này để làm giống như kiểu là thời bây giờ các bạn, nếu các bạn biết, các bạn có học lịch sử, các bạn biết là người ta, con người chúng ta đã từng là sống ở trong hang đó, sống ở trong hang động đó, con người thời tiền sử đó. Thế bây giờ là đúng rồi, chúng ta phải sống thời tiền sử, bởi vì hiện tại chúng ta chưa có những cái đá đỏ, vẫn chưa có những cái đá điện, hay là vẫn chưa có những cái như là máy điện các kiểu, máy quạt, máy lạnh các kiểu, cho nên chúng ta sẽ phải sống ăn lông ở lỗ trong đây kiểu vậy nè. Ghê ông nội. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình làm một cái cây cúp bằng đá để đào cho nhanh anh em ơi, chứ xài cúp gỗ đào lâu lắm. Ok, làm cây cúp bằng đá nè. Rồi, chúng ta sẽ làm và tiếp tục đào hang nha. Thì các bạn nào mà muốn đặt cái thử thách cho mình, ừ là mình sẽ xây nhà ở đâu nữa đó, xây nhà chẳng hạn như là xây nhà trên núi, xây nhà trên cây, xây nhà hiện đại, hoặc là xây nhà đá đỏ, xây nhà bất cứ nhà gì mà các bạn muốn, các bạn cứ bình luận cho mình biết nha. Thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách của anh em nha. Ủa cục đá gì dưới đây ta? Ơi, đúng rồi. Ôi, cái cục đá này hình như là cái gì ta? Anh em, nếu mà anh em là chơi sinh tồn, anh sẽ biết cục đá này hình như là có cái lồng mà spam ra quái vật đó anh em. Nhiều khi đào dưới đây chúng ta sẽ được đồ ngon sao? Đúng rồi, quên. Trời ơi, mình chơi sinh tồn nhiều mà sao ta mình không nhớ cái chuyện này ta? Để đào xuống coi coi. Ồ, một cái Ôi. Ở dưới đây là cái gì ạ? Ôi, có cục gì trắng bên kia ạ? Ôi Sam ơi. Gì vậy? Vô đây, tôi nói nghe nè, trong đây tôi phát hiện nó có cái gì trong đây nè. Dạ. Nè nè, xuống đây từ từ, đi ra, tôi đào cầu thang xuống. Ui, bà có thấy cái cục gì trong đó không? Ui, có bông hoa trong kia, ui, đẹp vậy. Trời ơi, bông hoa cái gì, tôi kêu bà có thấy cái cục gì trắng trong đó không kìa. Đúng á. Ui, sao bà nhảy tôi? Bà tự nhảy xuống đó, cái bà kêu tôi đẩy bà xuống, tào lao thì từ, tôi đào xuống coi. Ủa, cái đó là gì, để coi xuống coi. Wow. Ôi, Sammy, bà để ý không? Cái hang này nhìn nó sao ta? Nhìn nó có rêu đồ mọc tùm lum la, cái hang chắc là lâu lắm luôn rồi đó. Cũng để chừng ngàn năm ấy. Ôi, cái này chắc cỡ ngàn năm luôn rồi ha. Ủa mà cái này là gì đây? Tưởng là những chân cút vậy? Ê, nướng lên ăn luôn vậy? Ôi, đây xuống nước này. Ôi. À, tôi biết cái này là gì rồi. Cái gì vậy? Cái này hình như là cái trái banh á. Nè coi nè, tưng 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 nè, tưng 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 nè, thấy không? Banh.
Ok, từ đem lấy lên đi, đem lên bờ đi, mình lấy mình làm trái banh, mình chơi đá banh đúng không? Mình chơi đá banh đúng không? Đúng rồi, từ đem lên bờ coi. Ủa sao đem được ta? Khó vậy? Từ, tôi đảo này ra. Tại sao trên này có đá banh ta? Hả? Gì ta? 1 hour later. Trời ơi. Cuối cùng mà sau 8 tiếng đồng hồ mới đem được cái trái banh lên trên đây trời. Muốn có cái trái banh để đem đi làm đồ chơi thôi mà sao cực dữ vậy trời. Sammy, đi ra để tôi đặt con đường, tôi dẫn cái trái banh đi lên trên bờ coi. Mình sẽ có trái banh để mình chơi. Trời ơi trời, khổ quá mà. Tôi đào đường cho bà ra nha. Bà đó, tôi đặt đó. Đặt đó. Đi ra, tôi đặt cho trên nè. Đi ra. Ok đúng rồi. Từ từ tôi đặt vào. Vậy là mình có banh chơi rồi. Ok, vậy là mình có chơi banh để mình chơi đá banh rồi. Trời ơi là trời. U23 Việt Nam. Ok, tôi đẩy cái trái banh lên. Ok, trái banh nó mà rơi xuống nước nó là hơi bị khó đẩy lên luôn nha. Ok, để xem coi. Đá lên. Tôi mới làm gì vậy? Trời ơi, bây giờ phải đem nó lên lại nữa. Trời ơi, trời đất đâu vậy? Giờ đem lên lại nè, đem không được nè. Ủa mà sao nó cứng quá ta? Thường trái banh nó phải bằng cao su, nó phải mềm lắm chứ sao trái banh này cứng quá vậy? 2 hours later. Trời ơi. Ôi, cái chân nó rơi xuống nè. Ok, từ nay là tôi với bà là có trái banh để đá rồi đó. Chơi đá banh đi, nè. Đá banh nè, chơi đá. Banh của tôi. Dẫn banh nè. Banh của tôi nè. Đá banh nè. Banh của tôi mà. Rồi xong. Rồi xong, bây giờ nó lại rơi xuống nước nó là sao mà giờ sao đây? Ông xuống lớn. Lấm, trời ơi trời. Nhưng mà cái trái banh này lão ha, đưa lên bờ khó quá. Cho nó lăn, nó lăn ngoài đây nữa. Cái chừng nó lăn xuống dưới nó bây giờ. Đi vô. Ơi sao mày, tôi nghĩ tôi để cái trái banh này mỗi khi lần nó xuống nước là nó không thể nào nó lên bờ được lại luôn mà. Nó xuống nước là nó dính dưới nước luôn sao? Trái banh này kỳ quá. Nó lăn người ta, trái banh là phải lủi lên nha, theo định luật vạn vật lủi là phải nổi ta. Nó lên nè. Thôi bây giờ nè, tập trung đi, sinh tồn đi, đừng có để ý đến trái banh này nữa. Từ tôi đi. Bây giờ nè, để cho đỡ phân tâm, tôi bà đẩy cái trái banh này ra ngoài nước để đi. Ok, thôi để ngay gốc cây nè. Đó được, tí xuống. Thôi để nó kế bên cái hồ nước, cái tí nữa tôi bà lại lượm sao. Ok, thôi đi. Giờ để trái banh đó nha, tí nữa tôi bà lại chơi đá banh, còn giờ tôi bà đi lướt mặt qua nè để tôi thu hoạch đã. Ok, thu hoạch đi. Còn tôi tiếp tục đào hang xây nhà đây. Trời là trời, khổ quá. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đào cái hang nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đào cái hang đây. Hồi nãy mình lấy mấy cục đá này nè để mình đặt lóc, để mình để cái, mình giữ cái trái banh cho nó leo lên á. Mình đặt ra hết rồi, bây giờ mình hết lóc để mình xây nhà luôn rồi. Bây giờ mình phải tự đào lại thôi, mệt vãi nồi. Đúng là lấy được cái trái banh lên đây thôi cũng hơi bị mệt luôn á. Trời là trời, từ từ để mình xem coi. Bây giờ mình sẽ làm cho mình thêm một cái cúp bằng đá nữa. Sam ơi, bây giờ bà khỏi trồng lúa, bà vô đây bà phụ tôi đào cái hang để sống nè. Khỏi trồng lúa đi, bà lo bà trồng lúa hoài mệt quá. Nè, đó. Trời ơi, rêu này gớm quá trời, sao tôi sợ. Thì dọn ra nè. Đập mấy này ra xong mình lấy đá mình lắp lại. Là mình có cái chỗ mình sống rồi, mình khỏi cần đào hang chi nữa. Rồi nè, coi nè. Đó. Sao? Vậy cũng được, nói chung là cũng đẹp mà, sẵn ở bên dưới nó có sẵn đuốc luôn nè. Trời, tôi không ngờ là mới mở qua sinh tồn mà cái thế giới mà tôi sử dụng code á, tôi nhập vô cái nào nó ra cho mình cái thế giới sinh tồn gì đâu mà nó có sẵn cái hang đẹp ơi là đẹp luôn, để sống luôn. Ok, từ đạo cục này rồi, có cái hang đó, lắp lại. Ôi vậy là có chỗ dưới hang sống luôn rồi. Khỏi ơi, bên đây mình chữa hồ nước lại để cho đẹp không? Chữa hồ nước bên này là cho đẹp không ha. Được, có sen. Rồi khoan, từ bây giờ lên nè, giờ tôi sẽ làm một cây giáo để tôi đi giết mấy con cừu. Tôi làm một ít gì ta? Một ít cái gì? Giường ngủ, đúng rồi, giường ngủ. Mình muốn sinh tồn thì có giường ngủ anh em ơi, không có giường ngủ là không thể nào sinh tồn được cả. Ok, từ để mình lấy ít đá nè. Ok. Cây giáo. Ok, cây giáo đây, mình sẽ làm một cái cây giáo. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra đây mình kiếm một ít cừu để mình giết. Ô, bên dưới đây có quá trời bò nè anh em, vài bữa nó dẫn nó lên đây nuôi. Ok, để xem coi. Ở xung quanh này nó có con cừu nào không? Lấy mấy con cừu về làm lông của nó để mình làm cái giường để mình ngủ coi. Kiều ơi, Kiều, có con Kiều nào không? Ủa, có cái gì bên đó ta? Ê, té sát mặt rồi. Ủa, có cái gì bên đó ta? Ôi, mọi người ơi. Ôi, mọi người ơi. Ở bên đây nó có một cái con thuyền bự ơi là bự luôn nè. Ôi, có mấy người đứng đó nó kêu. Ôi, cái này chứ mình đừng nên là gần, biết đâu đó là hải tặc thì sao, biết đâu đó chính là hải tặc, là cướp biển thì sao, nó lại nó thấy mình lỡ nó giết mình sao. Không được, trời, mình phải về, mình phải báo cho bà Sammy để bà Sammy bà biết, bà tránh xa chỗ đó ra. Ui, thôi kệ đi, trước tiên mình phải đi kiếm Kiều cái đã, tí nữa về kể cho bà sau. Ủa, sao xung quanh này không có con Kiều đó ta?
Ok, để mình đi ra xa mình kiếm coi. 3 hours later. Phong ơi đấy. Trái banh nè, trái banh màu xanh nè. Ủa, cái banh hồi nãy của tôi nó màu trắng mà sao giờ nó biến thành màu xanh rồi? Ba lấy thuốc cái banh nhợm màu nó đúng không? Mày đi, nhà tôi có màu đâu mà đi. Ê, khi nào là nó là trứng không ta? Trứng giống Minecraft đi. Trứng giống Minecraft á, trong Minecraft có cái trứng gì màu xanh vậy? Nó đứng gần nước rồi, giờ nó biến màu xanh nè. Gần nước biến thành màu xanh. Bà có nhớ tôi bà hay chơi livestream á? Trên livestream tôi bà có chơi cái gì ta, một cái mod là mod con rồng á. Con rồng á? Đúng rồi, con quả trứng để kế bên nước, cái đầu nó biến thành trứng đồng nước, cái đầu nó thành màu xanh luôn. Đó, ủa vậy cái này ý bà nói cái này là trứng đồng á hả? Đúng rồi. Tào lao quá, tào lao, trong mini world làm gì có trứng đồng. Lỡ có sao, trời ơi, không biết. Tào lao quá đâu, tôi này tôi nghĩ là chắc trái banh thôi chứ đâu mà trứng đồng nè. Thứ bẹ nó trời. Bởi vậy nè, đem đi đá đi chơi đá banh. Ui, đá banh thôi. Đi. Mệt quá thiệt. Bà thôi, tôi để bên kế, tôi để cho bên đó cho bà đó. Bà muốn làm cái gì bà làm. Trời ơi trời. Anh em ơi, cái bà này bắt tào lao thiệt chứ. Mình chỉ nói là kiểu như là trong mini world á, muốn có được con rồng phải xuống địa ngục chứ làm gì có chuyện mà có trứng rồng. Trời ơi tào lao, thôi mệt quá, mình phải vô nhà mình nghỉ đi, mình không có rảnh đâu mà ở ngoài đó nói chuyện với bà. Mệt vậy nồi, thôi đi ngủ. Phong ơi, Phong. Dậy, trời ơi, dậy. Cái gì vậy? Dậy. Chuyện gì vậy? Quả trứng chiên. Không, quả trứng trên kia. Quả trứng trên kia. Bà bình tĩnh coi, bà coi quả trứng, tôi có biết gì đâu, bà nói đàng hoàng coi. Không, quả trứng trên kia nó nở rồi. Cái gì? Cái trái banh. Trứng nở rồi. Cái trái banh hồi sáng này nó nở rồi. Trời ơi, nở là quả trứng các bạn, trái banh. Quả trứng nó nở thiệt. Tào lao cái đó, cái trái banh chứ đâu, quả trứng đâu, lên coi. Tào lao quá. Thiệt chứ bà, chắc là bà nằm. Bà đó, bà như ta, bà trồng lúa chưa xong rồi. Ủa? Sao mày ơi, con gì vậy? Bà tránh xa nó ra. Bà tránh xa nó ra. Nó tấn công bà bây giờ. Con này là cái gì? Dòng. Con dòng là con gì? Ai không? Con rồng. Con rồng à, ok con rồng. Ui. Ơi, bà làm ơn đi bà Sammy, bà đuổi nó đi. Tôi sợ. Tôi sợ bà làm ơn bà đuổi nó đi, nó đây nó phá làng mình luôn á. Trời ơi, giờ mình ấp nó nở rồi lại được. Cái gì? Mình là người ấp nó nở hả? Tôi có ấp đâu, tôi còn lấy nó, tôi làm trái banh, tôi đá nó, có khi nào nó thù tôi quá nó giết tôi luôn không? Ông nhớ đó. Để coi. Bình tĩnh. Cái mic bà giật như vậy mà im lặng thôi tôi cái. Trời. Con rồng. Cẩn thận kìa. Từ từ, bình tĩnh. Nó không thèm nhìn mặt tôi luôn mà. Tôi lại gần nó coi. Nó trụi cái bộ cái cánh của nó hồi nó tán cái đầu tôi chắc tôi chết luôn quá. Cánh nó bự ra luôn á. Ôi. Wow. Thời luôn con rồng. Con rồng lần đầu tiên tôi thấy luôn á, đẹp quá. Ôi đẹp thiệt luôn á anh em. Wow. Ui nó cầm lên kìa. Ủa nó hình như nó không cắn mình sao ơi, nó không cắn mình. Ui đẩy nó coi. Chắc là giờ mình ấp nó mà. Ồ anh em ơi, trời ơi, hôm nay mình với lại Sammy vừa kiếm được một quả trứng rồng anh em ạ. Và đã ấp được một con rồng rồi nè. Ui hấp dẫn nha. Và ok, cảm ơn anh em xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Kamui TV, Mèo Simmy, Kyron, Sammy Đào và Khang Dừa để subscribe hỗ trợ các thành viên trong team Hero nha. Và nếu các bạn muốn mình làm tiếp tục cái series sinh tồn này á, thì anh em cũng đừng quên là hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và mình nghĩ là bây giờ mình với lại Sam sẽ phải dẫn con rồng này vô trong nhà. Không, con rồng này bự quá, chắc dẫn vô nhà không đổi đâu. Mình sẽ xây cho nó một cái chuồng mới được. Ok, bye bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.